Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai cho các đài canh tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với đài canh cộng đồng kết nối và duy trì liên lạc với ngư dân đang hành nghề trên biển, cập nhật liên tục thông tin diễn biến của bão số 5, bão Con Sơn cho ngư dân. Tại cửa biển Sa Cần, đồn biên phòng Bình Thạnh đã tổ chức kêu gọi hướng dẫn cho 501 tàu cá vào bờ, thông tin cho số tàu đang còn hoạt động trên biển, hướng di chuyển của bão. Tỉnh Quảng Ngãi có 684 tàu cá với 5.929 ngư dân đang hoạt động trên biển. Đáng chú ý có 393 tàu với 2.487 ngư dân đang hoạt động ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông và Hoàng Sa, khu vực ảnh hưởng của bão số 5. Bộ đội biên phòng đã liên lạc và hướng dẫn cho số tàu cá và ngư dân trên tìm nơi tránh trú.